Chào các bạn, chúng ta sẽ thực hành đối với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Excel, và chúng ta có mẫu kết quả kinh doanh theo thông tư số 133, và chúng ta căn cứ vào thông tư 133 hướng dẫn chi tiết thì chúng ta sẽ có điều 81 hướng dẫn về lập và trình bày báo cáo tài chính, trong đó có mục là hướng dẫn kết quả kinh doanh. Và cơ sở để chúng ta lập báo cáo kết quả kinh doanh là chúng ta tổng hợp từ sổ tổng hợp và chi tiết đối với các tài khoản từ loại 5 cho đến loại 9 phát sinh trong kỳ, và được lấy ở mục là cân đối tài khoản phát sinh. Và đối với kết quả kinh doanh thì chúng ta sẽ có các cái mục và mã số, thì chúng ta sẽ lấy chi tiết lần lượt cho các tài khoản, và chúng ta sẽ thực hành như sau. Đầu tiên là mã số 01 thì chúng ta sẽ lấy ở đây, thuyết minh chúng ta sẽ là lấy ở bên tài khoản có 511, tức là tổng 511 phát sinh trong năm bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy nghiệp vụ chúng ta đưa lên bấy nhiêu, và chúng ta sẽ thực hiện chèn ra hai hàng, đó là một hàng để chúng ta là thể hiện số liệu tổng hợp bên nợ, chúng ta sẽ chèn hai cột tương ứng tài khoản nợ và tài khoản có phát sinh trong kỳ. Và đầu tiên là chúng ta sẽ hiển thị cho nội dung thông tin doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, thì căn cứ vào các tài khoản phát sinh đối với tài khoản loại 5. Về hạch toán thì chúng ta sẽ có lần lượt các cái nội dung nghiệp vụ thông tin. Đầu tiên là chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta căn cứ vào các cái nội dung nghiệp vụ hạch toán, chúng ta là 11. Các cái nội dung hạch toán đó là khi bán hàng cung cấp dịch vụ là nợ 11, 112, 131 có tài khoản 511. Và 511 của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ lần lượt là chi tiết. Thì căn cứ cân đối tài khoản thì chúng ta sẽ kéo xuống mục là tài khoản loại 5, và căn cứ các cái nội dung mà chúng ta cân đối phát sinh chúng ta đã lập trên phần mềm MISA, thì chúng ta từ thông tư 200 thì chúng ta biến đổi lại thành thông tư là thông tư 133. Thì chúng ta có doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ thì chúng ta sẽ có 3 mục tương ứng, chúng ta sẽ đưa vào là mục doanh thu tương ứng. Và tại các mục này là chúng ta đưa vào mục là cột phát sinh trong kỳ. Tiếp theo là chúng ta sẽ sum toàn bộ các cái giá trị tương ứng đối với tài khoản loại 5. Và ở đây chúng ta sẽ có 3 loại doanh thu, thì chúng ta sẽ copy lần lượt các cái nội dung doanh thu chúng ta đưa sang. Và tên các cái nội dung này thì chúng ta sẽ sử dụng là đối với một cái hàm, đó là cái hàm VLOOKUP. Chúng ta sẽ căn cứ tài khoản, chúng ta sẽ là tìm giá trị từ bảng cân đối. Chúng ta lấy cột số 2 và tìm giá trị tuyệt đối là 0. Và các mục này thì chúng ta sẽ cho đều là bôi màu đậm màu, đều là ở dạng là số liệu, thì ở này chúng ta sẽ cho là một in nghiêng và màu đỏ. Và mục tài khoản thì chúng ta hạch toán tương ứng. Về số tiền thì chúng ta sẽ có lần lượt như sau. Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ thì chúng ta sẽ có số tiền tương ứng sẽ bằng. Chúng ta sẽ lấy tại cột bên có trong kỳ, và doanh thu bán thành phẩm thì chúng ta cũng sẽ lấy ở cột tương ứng. Như vậy chúng ta sẽ có số liệu tổng hợp đối với tài khoản 511. Chúng ta sẽ sum tất cả 3 giá trị tương ứng, và giá trị của chúng ta sẽ là 8.494.167.350. Đó là cái số liệu phát sinh trong kỳ. Và chỉ tiêu số 2 là các khoản giảm trừ doanh thu. Và các khoản giảm trừ doanh thu thì chúng ta phải được hiểu ở mã số 2 này, thì chúng ta sẽ được lấy ở bên nợ tài khoản 511. Chúng ta được lấy ở số liệu nợ của tài khoản 511. Còn ở trên này chúng ta sẽ lấy bằng số liệu là có của tài khoản 511.
Và đối với các khoản giảm trừ doanh thu, bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán bị trả lại, thì đối với thông tư là 133, chúng ta sẽ không sử dụng tài khoản 521, mà chúng ta khi hàng trả lại thì chúng ta hạch toán ngược lại nợ 511 có các tài khoản 11, 112, 131 trong kỳ. Thì như vậy là nó sẽ khác với thông tư 200. Các bạn sẽ thấy thông tư 200 khi chúng ta trả lại chúng ta dùng tài khoản 521 trong kỳ. Còn đối với thông tư mà chúng ta áp dụng đó là thông tư 133 thì chúng ta không áp dụng ở phần này. Thì như vậy là khi chúng ta có tương ứng các giảm thì chúng ta sẽ hạch toán ngược lại các cái bút toán mà chúng ta có. Tức là chúng ta sẽ hạch toán ngược lại so với cái nghiệp vụ mà chúng ta bán ra. Nghiệp vụ bán ra chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ hạch toán ngược lại phần tương ứng. Và đối với phần thực hành trước đó thì chúng ta sẽ có phần giảm giá. Ở đây sẽ là giảm giá hàng bán. Vì là giảm giá hàng bán nên chúng ta sẽ có số liệu tương ứng đối với giảm giá là hàng hóa bán trong kỳ. Vì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mà chúng ta bán hàng kém chất lượng nên chúng ta thỏa thuận với khách hàng là chúng ta giảm giá. Nên ở đây chúng ta sẽ sang một kết quả kinh doanh chúng ta là tương ứng với cái mục là giảm giá. Thì chúng ta sẽ có giảm giá là hàng hóa trong phát sinh trong kỳ. Và đối với nội dung số hiệu thì chúng ta sẽ copy vào đây và chúng ta cũng tìm. Và tìm ở đây lại phải đổi ngược lại tài khoản chúng ta sẽ là chúng ta sẽ ghi đằng trước sẽ làm như sau. Ở đây là giảm trừ doanh thu hàng hóa dịch và giảm trừ doanh thu thành phẩm, giảm trừ doanh thu về cung cấp dịch vụ tương ứng. Và chúng ta sẽ sum cái giá trị mà chúng ta vừa tính toán lại là 1 triệu đồng là giảm giá. Và về mục số mã số 10, tức là cái mã số 10 của chúng ta sẽ bằng mã số 1, chúng ta trừ đi mã số 2. Thì chúng ta sẽ bằng mã số 1, chúng ta trừ đi mã số 2, tức là tổng doanh thu bên có trừ đi tổng bên nợ là 11, chúng ta sẽ dành ra được là doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chúng ta sẽ cho định dạng ở đây là màu xanh. Tiếp theo về nội dung chỉ tiêu chi tiết là đối với mã số 11. Mã số 11 là chúng ta sẽ lấy là đối ứng của bên có 632 với bên nợ 911. Thì như vậy là chúng ta sẽ có là bên có 632 và bên nợ của 911. Và trường hợp này nếu chúng ta có thêm phần là giảm hàng bán bị trả lại hoặc là những cái phần mà liên quan đến giảm giá vốn thì chúng ta cũng phải kết chuyển ở dạng giá trị thuần. Và đối với dạng giá trị thuần này thì chúng ta sẽ thể hiện nội dung ở 632 tương ứng. Thì chúng ta cũng lấy kết quả phần 632. Và chúng ta sẽ sang mục 632 của thông tư 200, chúng ta đưa giá trị tương ứng của 632 này. Chúng ta sẽ đưa sang là phần cân đối tài khoản áp dụng đối với là thông tư 133. Và tại mục này chúng ta sẽ đánh dấu bằng, chúng ta sẽ đưa kết quả mà chúng ta lấy tài khoản 632 trong kỳ. Tiếp theo chúng ta sẽ có mã 20. Và đối với mã 20 này thì chúng ta sẽ bằng mã số 10, chúng ta trừ số 11. Thì chúng ta sẽ bằng là mã số 10. Ta tức là doanh thu thuần chúng ta trừ đi là giá vốn hàng bán thì chúng ta sẽ ra được là lợi nhuận gộp trong kỳ. Như vậy tổng lợi nhuận gộp chúng ta sẽ là 2 tỷ 550 triệu đồng. Và mục tiếp theo chúng ta sẽ là doanh thu hoạt động tài chính chỉ tiêu số 21. Với mã 21 này chúng ta sẽ là đối ứng của tài khoản nợ 515 và có 911. Thì chúng ta sẽ có nợ 515 và đối ứng với tài khoản là 911 phát sinh trong kỳ.
Như vậy đối với số 515 chúng ta thấy đây là phát sinh 2.500.000 thì chúng ta cũng đưa tương ứng các cái mục về tài khoản 515 chi tiết. Và doanh thu ở đây chúng ta sẽ sum lại, chúng ta chừa đi một cái ô của 515. Chúng ta chỉ lấy của 511 mà thôi. Và giá trị tương ứng mà chúng ta có nợ của 515 có 911 là chúng ta sẽ bằng cái giá trị mà chúng ta vừa thiết lập là 2.500.000. Về chi phí chính là chúng ta sử dụng đối với tài khoản 635 thì rõ ràng là công ty chúng ta không có vay nên chúng ta không sử dụng tài khoản 635. Nhưng để lấy chỉ tiêu số 22 này thì chúng ta sẽ được lập kết quả như sau là có 635 và nợ 911. Chúng ta sẽ là nợ 911 và có 635, tài khoản 635 tương ứng. Và trong đó có phân biệt là chi phí lãi vay tương ứng. Thì như vậy là khi hạch toán chúng ta có thể tách ra là 635.1 là cho đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái, 635.2 là cho các hoạt động liên quan đến đầu tư, 635.3 cho hoạt động chi phí lãi vay hoặc khác, hoặc chúng ta có thể gom chung nhưng sau đó chúng ta phải tổng hợp để chúng ta tách riêng về các khoản chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ. Và mục tiếp theo là mục số 24 là chi phí quản lý kinh doanh. Và đối với chi phí quản lý kinh doanh là mã để chúng ta lấy chi tiết tài khoản ở đây là chúng ta sẽ lấy là tài khoản 635, tức là tài khoản chúng ta lấy ở chi tiết tài khoản 635 trong kỳ. Và doanh thu tài chính thì chúng ta sẽ lấy tài khoản là 515. Giá vốn hàng bán chúng ta sẽ lấy ở tài khoản 632. Và tương tự chúng ta sẽ có nghiệp vụ. Chi phí quản lý kinh doanh chúng ta sẽ lấy ở tài khoản 6422. Và các bạn thấy đây là chi phí quản lý kinh doanh thì đối với thông tư là bộ 3 thì chúng ta sẽ sử dụng một tài khoản duy nhất là 642. Và 642 thì ở đây được thiết lập tương ứng chia làm hai mục con là chi phí 6421 bán hàng và chi phí 6422 là quản lý doanh nghiệp. Thì chúng ta sẽ sang cái đó phát sinh, chúng ta thấy là 6411 của chúng ta là chi phí bán hàng, chúng ta sẽ đưa sang mục tương ứng là chi phí bán hàng. Và tiếp theo là chi phí của 642, tức là thông tư 200 thì chúng ta tách chi tiết. Còn riêng đối với thông tư 133 chúng ta không cần tách, mà chúng ta chỉ có hai mục tương ứng là 641, 6421 và 6422 mà thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ sum hai cái giá trị mà chúng ta và tiếp theo là cái số liệu để đưa sang tương ứng là chúng ta sẽ nợ 911 và có 642 tương ứng. Chúng ta thấy đây là nợ 911 và có 642 phát sinh trong kỳ. Và 642 của chúng ta là số liệu chúng ta ở cân đối tài khoản chúng ta chính là 587, chúng ta đưa 587 tương ứng vào. Và đối với mã số 30 thì chúng ta sẽ bằng chỉ tiêu là 20, ta cộng chỉ tiêu là 21, chúng ta trừ đi 22 và chúng ta trừ tiếp chỉ tiêu 24 thì chúng ta sẽ ra được lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Giá trị chúng ta sẽ là 1.964.746.105. Và tiếp theo chúng ta sẽ có mục tương ứng là thu nhập khác thì chúng ta sẽ lấy ở tài khoản là 711. Và đối với mục này thì chúng ta sẽ kết chuyển tương ứng như sau. Đối với mã số là lấy từ bên nợ 711 và đối ứng với bên có của 911. Nhưng số liệu này là chúng ta làm căn cứ thì nó sau khi là nó phải
tức là mã số chúng ta là mã số 31, là nó trừ đi cái phần là thu nhập từ thanh lý và nhượng bán tài sản cố định. Thì rõ ràng cái mục này chúng ta sẽ là nợ 711 có 911 tương ứng. Và được lấy ở tài khoản 711. Và 711 của chúng ta là không phát sinh nên chúng ta sẽ không có lấy ở đây. Nhưng công thức thì chúng ta tại cột xác nhận công thức thì chúng ta sẽ đánh link công thức, chúng ta đưa sang cột 711 tương ứng. Đối với 635 thì các bạn thấy mục trên này thì chúng ta cũng lấy công thức tương ứng tại cột 635. Như vậy chúng ta có phần 635 và phần dẫn giải chi tiết thêm chúng ta có thể bỏ qua. Mặc dù không phát sinh nhưng chúng ta cũng phải đưa công thức để sau này nếu có phát sinh thì chúng ta có thể điền vào để phần mềm tự động chạy cho chúng ta về kết quả nếu có 635 trong kỳ. Chi phí khác là mã số 32 được phản ánh từ bên có của tài khoản liên quan, đó là 811 và nợ 911. Lấy từ tài khoản chi tiết là 811. Và 811 của chúng ta là sẽ bằng với cái giá trị 811 trong phát sinh trong kỳ. Và chỉ tiêu số 40 thì chúng ta sẽ được lấy ở chi tiết các số là 31 trừ 32. Tức là lợi nhuận khác bằng thu nhập khác, chúng ta trừ đi chi phí khác. Tiếp theo chúng ta sẽ có mục tương ứng, đó là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. Ở chỉ tiêu số 50 thì nó sẽ bằng 30 cộng 40. Bằng 30. Chúng ta sẽ cộng với 40. Và mục 51 là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng ta. Thuế nhập doanh nghiệp chúng ta là sử dụng đối với tài khoản là nợ 911 và có của tài khoản là 821 trong kỳ. Tức là cái mã số chúng ta là mã số 51 là có của 821 và nợ của 911, hoặc là căn cứ vào nợ 821 có 911 tương ứng trong trường hợp mà chúng ta sẽ có cái nghiệp vụ là nếu chúng ta là nộp dư thì chúng ta thể hiện thị bằng cái số âm. Và số liệu 821 của chúng ta là chúng ta sẽ click công thức chúng ta đưa sang. Tám hai một chúng ta phát sinh trong kỳ là 390. Chúng ta sẽ có 390 và chỉ tiêu 60 thì chúng ta sẽ bằng là 50. Chúng ta trừ đi cái mã số 51. Như vậy là chỉ tiêu 60 chúng ta sẽ là giá trị còn lại là 1.573.796.812. Thì chúng ta giá trị là 1.573.796.812 là cái phần là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp khi chúng ta tính toán tương ứng. Thì như vậy là chúng ta đã lập xong cho phần là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Và đối với chỉ tiêu 60 thì chúng ta cũng đối ứng là trong trường hợp mà chúng ta dùng tài khoản 421 thì các bạn có thể copy nguyên toàn bộ cái khối của 421 này chúng ta đưa sang là đối với phần kết quả kinh doanh nhiệm kỳ. Chúng ta thấy đây là nó cũng tương ứng các cái phần giá trị của chúng ta. Chúng ta thấy đây là tại đối với mục này chúng ta sẽ có một cái mục là cột thuyết minh. Và cái cột thuyết minh này chúng ta thấy là gần như nó không có ý nghĩa gì với chúng ta. Chúng ta có thể chèn ở cái mục cuối cùng và sau đó chúng ta sẽ xóa đi, hoặc chúng ta sẽ xóa hẳn, hoặc chúng ta sẽ cắt, chúng ta đưa lên đầu và chúng ta sẽ copy lại như sau. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái cột là lợi nhuận sau thuế chúng ta là 1.573.796. Thì đối với chỉ tiêu này, số dư bên có của 4212 nó cũng sẽ khớp với cái chỉ tiêu 60.
tức là đối với phát sinh tài khoản 4212 cuối kỳ luôn luôn phải khớp với chỉ tiêu 60 trong kỳ đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì chúng ta mới làm đúng. Và mục này thì nó sẽ là số dư, các bạn đối chiếu với cái mục tương ứng này. Trường hợp nếu mà lỗ thì hiện số âm và nó cũng sẽ nằm ở bên nợ tài khoản là 4212 tương ứng.